Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sungita đây. Và hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc đua Heroes nha các bạn. Rồi, ở kia có ngôi sao rồi, đi lấy liền. Rồi, tính ra con này mình để dành nào, chờ quay video các bạn ạ. Imperius Diamond Dragon. Con này bộ hệ cũng khá là ngon nha các bạn. Bạn nào mà có điều kiện nâng con này 5 sao chơi cũng khá là ổn đấy, khá là chắc đó các bạn. Rồi, bây giờ tiếp tục thì mình chắc là bây giờ sẽ nâng cho con No Sleep Dragon lên sao nha các bạn. Hiện tại thì con này là mythical mà nó có thể nâng được 2 sao, tạm thời nâng nó trước đi. Rồi thêm đường con lên sao. Ok, chúng ta quay lại vấn đề chính là cuộc đua Heroic Ray. Heroic Ray hiện tại mình đang ở lap 6 nút 4 các bạn ạ. Lap 6 nút 4. Hôm nay mình đua tốn khoảng 3 game thì phải, một lần 3 game làm nhiệm vụ skip cho cái gì ta, skip cho cái đánh cuối cùng các bạn. Đây nè, trận này một xong nữa là mình sẽ đánh một cái trận cuối, và trận cuối thì đợi nhiều tiếng lắm nên mình sẽ skip game. Rồi hiện tại thì bây giờ mình cần đánh ba trận language các bạn ạ. Ok, chúng ta 6 trận language luôn rồi. Chập nữa mình sẽ ra xem liên hồi boost xem thử là có đáng để dành ba trận liên quyết hay không các bạn ạ. Tại vì sau khi mình đánh ba trận liên quyết này rồi xong thì mình sẽ có thêm ba trận nữa, và nếu mà đợi lâu thì là sẽ đánh luôn, còn nếu không thì để dành ba trận đó. Thì ở video trước mình thấy có khá là nhiều bạn bình luận là liên hồi boost vào không được. Thì ở đây ở tập này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn vào lại liên hồi bút nha. Này liên hồi bút mình để trên hội thì các bạn kêu vào không được, thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn vào trên Google luôn, ra Google search tìm và vào liên thổ bạn ạ. Khá là đơn giản, chập nữa mình vào thì các bạn vào theo thôi. Rồi, hai trận, trận tiếp theo, trận thứ ba. Này đánh mấy cái này khá đơn giản các bạn ạ. Chuyện nhỏ. Rồi, ôi Boulder nó giật cả một phát khỏi la luôn. Bóp lại. Boulder nó giật một phát không nở lòng nào các bạn ạ. Con này bio này thiệt tình. Nó bóp nhiệt tình quá các bạn. Đánh được không đam rồi, còn đi hút máu giảm đam nữa. Nào, nó vừa thành là quá đúng rồi các bạn, cái tàu ngay ngay quá là vừa thành thôi chứ gì đâu. Rồi xong ba trận, ai tiếp theo phải đợi nha. Còn nếu muốn nhanh thì skip 4 game ở ở trong này và ra ngồi skip 3 game là 7 game, thì mình khỏi phải mất trong đợi khoảng 1 tiếng. Nhưng mà thôi đợi đợi các bạn, dù sao mình cũng là top 1 ha. Hiện tại các bạn muốn nhận được Heroic thì bạn phải lên được top 1, hạng của bạn là hạng 1, và yêu cầu các bạn phải vượt qua lớp 5. Cái bảng tên của bạn nó có hiện màu vàng như thế này, là hoặc là ở trên cái chữ bảng bảng màu đỏ này, các bạn lên chỗ bảng màu vàng thì bạn sẽ nhận được Heroic, nó được đạt được top 1. Còn nếu mà bạn nào top 2 thì cứ đua thẳng lên lớp 15 thì chắc chắn sẽ nhận được Heroic nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta ra xem liên hồi bút một xíu nha. Rồi các bạn, đầu tiên thì các bạn vào Google nha các bạn, và các bạn search theo kiểu delete.com d-e-e sao rồi, chứ là d-e-e-t. Đấy các bạn, d-e-e-t là nó có ghi cái này rồi, delete heroic rồi các bạn rất là nhiều người tìm. Rồi chúng ta vào ngay trang đầu tiên luôn. Rồi vào ngay trang đầu tiên là có luôn rồi các bạn ạ. Nhanh gọn như thế này nè. Nếu mà bây giờ chúng ta search thử delete không thử xem. Rồi D-E-E Tờ list. Đây, nếu search như thế này không thử xem. Rồi vào thẳng trang chủ luôn. Đó bạn ạ, trang chủ, và trong trang chủ là có ngay cuộc đua Heroic rồi, nhấn vào. Đó, thế là sau đó các bạn xem thông tin của các lab thôi. Hiện tại thì mình đang ở lab 6 nút 4 và đợi 1 tiếng nữa. Sau đó thì mình sẽ đến lab 6 nút 5 và đợi 2 tiếng.
là tổng cộng là phải đợi 3 tiếng rồi các bạn ạ. Rồi tiếp theo là qua lớp 7 Nominium. Rồi đánh này phải đợi tầm 6 tiếng nữa. Vậy thì chắc chắn là ba trận language kia mình không thể để giành được rồi các bạn ạ. Phía sau lớp 7 là ba trận thôi. Đó là ba trận này hiện tại thì mình phải đánh thôi các bạn. Tại vì thời gian đợi của nó là hơn 6 tiếng rồi. Nếu các bạn để ý mà thời gian đợi của nó khoảng khoảng 2 tiếng hay 1 tiếng thì các bạn để dành lại những cái trận language nếu mà chưa kịp đánh dở như trong trường hợp của mình. Còn như thế này thì xem trước thông tin thì mình thấy là bây giờ đánh luôn các bạn ạ, khỏi cần phải để dành. Rồi, giờ mình combat luôn nha. Sắp tới ngày, như mình đã nói ở tập trước thì sắp tới ngày 7 tháng 6 này thì sẽ mở ra một cái quest, và trong cái quest đó thì các bạn có thể lấy được cái gọi là Rainbow Habitat nha bạn, Rainbow Habitat, và cái đó khá là ngon. Các bạn cố gắng, hiện tại thì các bạn cố gắng lai ra con rồng mang tên là Rainbow Dragon hoặc là Summon, nói chung bạn làm cách nào cũng được, miễn sao bạn có con rồng đó là được các bạn ạ. Summon hay đi tri op đồ, nói chung là có con rồng đó trước ngày 7 và sau đó chúng ta đi combat gì ta, đi combat cái gọi là quest để kiếm được một cái Habitat, Rebel Habitat free nha các bạn, cái đó khá là ngon. Cái đó thì như các bạn đã thấy ở tập trước nữa, mình có mua một cái Rebel Habitat rồi đó các bạn. Và cái tập đó thì lúc đó mình có 400 game, mình không đủ game để mua 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 Rebel token các bạn ạ. Và sau đó thì mình có lấy thêm game ở trên cái đảo VIP á, đảo VIP lấy thêm một cục là 75, mình lấy 4 cục là đủ được 700 game luôn các bạn. Sau đó mình đập luôn cái quả token rồi, 700 game cho token rồi, nên hiện tại bây giờ mình chỉ còn 71 game thôi. Ồ, trái cây về các bạn 500 nè. Hiện tại mình ở cái nhà này đã lên level 7 nữa rồi nè các bạn. À, 10 tiếng nữa thì mình có thể lấy được cái nhà này level 7 rồi. Một cái Rainbow Habitat level 7 thì nó rất là ngon, nó có thể chứa 25 con rồng. Bất kỳ loại nào đều có thể vào được đây nha các bạn. Và vàng của nó thì là được 1,1 mệt trái cây. Ở cái nhà này thì các bạn có thể chơi theo kiểu là có thể chơi giống mình, đem hết mấy con vampire rồi titan rồi ném hết vào đây các bạn. Mấy con nào sản xuất được trái cây cứ ném hết vào, cho nên sản xuất một đợt thu luôn cho đã. Ở bên này cũng có vậy nè, bên này mình cũng có nè các bạn, mới up ra hai con là Metal Titan và cũng như Terra Titan. Hiện tại thì ít hôm nữa thì nếu rảnh thì cho anh ăn lên level 30 và recon thôi bạn. Mấy con Titan này mình recon để mình lấy ốp mình đằng sau. Thì Titan nó sản xuất trái cây nó cũng hơi ít. Rồi, đây. Mình đã có được con Rainbow Dragon rồi bạn ạ. Mà hiện tại thì mình có 4 nick. Mà hai nick có Rainbow rồi. Nick này là nick thứ hai có Rainbow. Một nick là có sẵn rồi. Còn hai nick nữa chưa có bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi like thử cho bạn xem. Cũng như là các bạn có thể biết cách like để like được cái con Rainbow đó để chuẩn bị trước cho ngày 7 nha. Rồi, và trước khi qua cái nick đó thì đi đổi quà đã. Hôm qua trên hội có khá là nhiều bạn đổi quà các bạn ạ. Các bạn đã đổi được Deck Titan rồi ngay trong lần đầu tiên. Và hôm nay mình thử xem mình sẽ nhận được phần quà gì trong này. Rồi, Deck Chest 1 2 3. Rồi nhân phẩm mình nó không có cao cao bạn ạ. 15 là xem như ổn rồi ạ. 15 chứ không phải ít đâu các bạn. 10 đến 15 mà mình nhận được cái mốc là 15 là ghê gớm rồi. Xem như là nhân phẩm là ghê rồi các bạn. Còn có người nhận ra được Tech Titan nữa. Ghê thiệt. Rồi còn mấy cái này thì để hôm sau lấy cũng được, thoải mái. Rồi chúng ta bây giờ đi qua máy nick bên kia lai rồng nha các bạn. Rồi trước khi lai rồng thì mình chiến luôn cái arena này đi. Arena này chiến luôn các bạn ạ. Hiện tại chiến arena rồi, chúng ta đi lai rồng nữa là coi như kết thúc tập này. Tập này mình đua Heritage không nhiều. Tại vì tại ở cái chỗ đó thì mình bắt buộc phải đợi Liên Hồi Bút rồi các bạn ạ. Nên là không thể cho bạn xem mình đua Heritage như thế nào được. Hiện tại đua Heritage đến đó là tạm gọi là bão hòa rồi. Đợi một tiếng sau thì mới đánh một trận nữa. Và game skip thì mới lên được lát 6 nút 5. Lắp 6 nút 5 lấy item rồi đợi 2 tiếng. À, 2 tiếng sau đó chúng ta mới quay được lắp 7.
Trong đua Heroic các bạn chỉ cần canh thời gian đợi là từ đây các bạn chăm chăm cày thì đua chay cũng có thể lên được 15 các bạn, không cần tốn quá nhiều game đâu, tốn khoảng dưới 100 game là đủ lên level 15 rồi. Và tối nay thì chúng ta có thể lấy được game từ ban hội nữa, chuẩn bị lấy về 150 game là cuộc đua Heroic này mình không có gì phải lo lắng cả các bạn ạ. Đội hình bên này thì 3 sao combat luôn. Rồi Legend thì sợ hệ bua nè. May cá rồng tinh văn các bạn ạ. Rồng này cái hồi đua Heroic khá là nhiều người mê, tại vì bộ hệ của nó là không bị khắc hệ các bạn ạ. Hai Nebula Dragon riêng nó không bị khắc hệ nên là có khá là nhiều người thích, đặc biệt thuộc dạng Heroic nữa, khá là mạnh. Hai con Nebula với con gì ta, Archer thì phải. Hai con nó hệ cổng không gian đầu. Rồi đội hình này Durian. Ok combat luôn, lâu rồi mới thấy lại Durian các bạn ạ. 76.000 máu. Rồi một hit. Hai Nebula này, wow, làm phát chín mấy ngàn một ghê thiệt các bạn. 58. Rồi làm nó phát nữa đây. 40.000 máu. Rồi chuyển qua đây làm một kill 87.000. Rồi chiến được con này hai kill. Đội hình 5 sao đi áp đảo người khác đó các bạn. Đây mới cái rank master 1 à. Mới là 1 các bạn. Mình mới đi được nửa chặng đường, còn 7 ngày nữa. Ráng lên rank master Legend 3. Đã lấy được cái gì ta, 220 up của con Young Dragon, con rồng VIP. Rồi auto luôn nhé các bạn. Đội hình bên này thì khả năng một mình Forest Queen có thể combat thoải mái rồi. Rồi Rogue Dragon, con này hầu mình đặt tên ở cái nick kia là trưởng các bạn ạ. Vì nó đánh ra 3 tia một lần. Rồi Bio Ogerman Vampire. Bạn nào mà năng được nó 5 sao phải gọi là khỏi chê luôn. Riêng con đá với con nhầm con nãy tên là Brider Full nhá. Mình xin lỗi nhầm tên mất. Riêng con Brider Full đó là có khá là nhiều người thích. Sau này nếu mình để dành được 2.000 op thì khả năng sẽ nâng con nó lên 5 sao các bạn. Hiện tại mình để dành được 500 rồi, 1/4 chặng đường rồi, giờ ráng để dành thôi. Rồi 86.000. Và gặp con này khắc hệ khó chịu thiệt các bạn. Rồi làm nó phát nữa. Ok còn lại để cho con chính nó xử lý con kia, nó không bị khắc hệ. Hai chiêu crit là đi. Rồi hai chiêu. Tiếp theo đội hình này cũng có gì đâu phải sợ, toàn bị khắc hệ thôi các bạn ạ. Hai con đầu đã bị mình khắc hệ rồi, một kill. Rồi con này cho nó lầy luôn, một sao cho nó đam hai phát cũng được, thoải mái, vẫn còn rất là nhiều máu. Rồi con này skill kim loại đặc biệt đánh lan các bạn ạ. Bio thì có thể triệu hồi skill đó của nó, đó là con Bio khá là lợi. Rồi ok đã xong cái này rồi, bây giờ mình sẽ đi qua hai cái nick kia của mình để làm cái việc like con rồng Rainbow Dragon cho các bạn xem nha. Rồi hiện tại mình đang vào nick hồi lâu mình mua các bạn ạ. Rồi ok chúng ta xem đây, hiện tại thì rồng đang chuẩn bị like các bạn ạ. Hai con ánh sáng và hai con metal thì mình up ra từ mình mua từ hôm qua các bạn, và bây giờ up ra thôi. Rồi bây giờ cái khúc up này thì mình sẽ dừng nha, để mình đi up mình và cho mình trang lên level 4 trước tiên đã. Rồi ok các bạn ạ, mình up mấy quả trứng nó ra môi trường và cho rồng ăn lên level rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ đi lai rồng nha. Rồi trồng lại cái cây. Rồi đầu tiên nhận mấy cái trứng này về cái đã. Rồi toàn là ra rồng ánh sáng thôi các bạn ạ. Đây một con ánh sáng, một con kim loại. Hai con này các bạn cứ đem lai với nhau thì có khả năng lai ra con Rainbow Dragon. 13 giờ khả năng là nó rồi các bạn ạ. Rồi vẫn tiếp tục thử nữa. Wow. Ai đây, ai đây? Rồi tiếp tục các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đi kiếm rồng ánh sáng. Đây, hồi nãy mình đặt tên nó là ER các bạn ạ. Đây, một con với con Metal Element kim loại. Rồi. Phát thứ hai 15 tiếng. Rồi, hai cái này khác giờ nhau nè các bạn. Chắc chắn sẽ có một con là con Archer. Con gì? Con Rainbow Dragon rồi, khá là ngon. Rồi tiếp tục. Vẫn thử tiếp luôn. Thoải mái thôi các bạn ạ. Rồi rồi, cái này bị lỗi rồi. Bên đảo này like đôi khi bị lỗi các bạn ạ. R. Rồi cặp cuối cùng tiếp tục Metal, một con ánh sáng, một con kim loại thôi. Rồi thời gian 4 tiếng là chắc chắn là con này không phải rồi bạn ạ. Còn hai cái này bây giờ mình sẽ chết xem thử là hai con này là rốt cuộc là con nào là đúng nha các bạn. Rồi ok, chúng ta đi xem kết quả nào. Đây, con thời gian nhiều hơn là con đúng nha các bạn. Và con thời gian ít hơn chắc là không phải con Rainbow rồi. Con đó là con gì đây? Con Astron Outer. Con đó không phải các bạn. Con này mới là Rainbow chính thức nè. À, và nick này thì có con Rainbow rồi, là chuẩn bị đánh quest được rồi các bạn. Xem như là xong một nick. À, nick này hiện tại đang đang recon con bua titan và chuẩn bị nâng con bua titan lên 5 sao các bạn ạ. Và xong bua titan này thì tiếp tục sẽ đến là Primal Titan. Rồi và bây giờ mình sẽ chuyển qua nick kia nữa và chúng ta like luôn một lần nữa nha. Rồi các bạn, mình đã chuyển qua nick kia rồi. Rồi nick này vẫn nhận được cái meteor. À, nick này không bị ban nên là vẫn nhận được cái này các bạn ạ. Còn nick kia hồi nãy vào xong thấy gì hết. Rồi nhận thêm cái này nữa là cái thứ tư. Nick này nick nhỏ mình để dự phòng nữa các bạn ạ. Mà sự kiện này ngon quá nên là thôi, ráng kiếm cái con Rainbow, ráng ráng kiếm cái con Rainbow để lấy Rainbow Habitat cho nó ngon các bạn. Nick này hồi có một cái Rainbow Habitat rồi. Đó, giờ lấy cái nữa free là cái thứ hai quá ngon ha. Rồi đi thôi các bạn, chúng ta bắt đầu công cuộc like cho nick này. Rồi Ribres. À, con này không phải con kim loại các bạn. Hôm bữa tại vì mình thiếu rồng nên mình lai đại tạm thời á. Rồi, giờ là ánh sáng kim loại chính thức nè. 20 tiếng, 20 tiếng có khi là có hy vọng rồi các bạn ạ. Tiếp tục. Ánh sáng. Rồi, ánh sáng với kim loại. Rồi. 4 tiếng là không phải rồi các bạn ạ. Tiếp tục ánh sáng, rồi kim loại. Đây. Rồi và chúng ta test thử xem nhà đây phải là cái con kia hay không nha. Rồi để test mấy cái này mà không tốn game thì các bạn nên tắt wifi đi nha các bạn. Chúng ta xem thử thôi, kết quả là ra con gì thôi các bạn. Như không. Như không, cái này bị lỗi rồi. Bên này là xem được không được kết quả rồi. Rồi đợi ngày mai mình vào mình xem thử rốt cuộc nó là cái gì. Rồi và video đến là đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha.